xin kính chào tất cả các bác và anh em. Một dàn nghe nhạc đầy đủ thì không thể thiếu được một chiếc loa center các bác nhé, là một chiếc loa trung tâm để bổ trợ cho cái giải âm mid, tức là giải lời cho cái dàn âm thanh của mình. Thì trước mắt các bác anh em mình, em đã bày lên đây là một chiếc loa center của hãng JBL Mỹ anh em nhé. Đấy, nó là sản xuất tại USA Mỹ luôn. Em sẽ đo qua kích thước của cái chiếc loa center này cho tất cả các bác và anh em mình cùng xem. Đây là cái EK của nó anh em nhé. EK còn rất là đẹp, logo JBL. Đấy, lưới cũng rất là đẹp luôn anh em nhé, chưa bị rách một tí xíu nào luôn. Đấy. Cái chiều dài của cái loa center này là 36cm. Chiều sâu của loa center, em xin phép lắp cả lưới vào để đo nó chính xác. Chiều sâu của loa center đo đến hết lưới là 17cm các bác nhé. Rồi, 17cm. Chiều cao của loa center là 14cm các bác nhé, 14cm. Kích thước của loa bass thì con này thì em xin phép đo hết cái vành gân. Đo hết vành gân của nó là bass 8cm. Còn đo tính từ vị trí bass của nó là bass 10.5cm các bác nhé. Hai loa bass, một loa chép, một loa bass là bass mid các bác nhé. Nó ra mid và âm chép ở cái con loa chép này. Đấy. Rồi, bây giờ thì em sẽ tiến hành mở lại cái bản nhạc vừa rồi để test lại chất âm cho tất cả các bác và các anh em mình cùng trải nghiệm. Các bác chờ chút xíu nữa để em điều chỉnh cái chân máy quay cho nó phù hợp. Muốn yêu anh thật nhiều.
xin phép đi quay chi tiết cái hình thức của cái chiếc loa center này cho tất cả các bác anh em mình cùng nhìn cùng xem luôn. Đây là căng nó đẹp rồi các bác nhé. Đấy, căng rất là đẹp. Thùng loa cũng rất là đẹp anh em nhé. Tất cả hình thức còn rất là đẹp luôn các bác nhé. Các cạnh đều vuông vắn. Đế can này không hề có bị vết xước sát không đáng kể anh em nhé. Đối với cái dòng đế can này có xước thì cũng không lộ một tí nào luôn. Đấy. Nhìn rất là đẹp luôn. Chạy cái rất là mềm. Nó tiếng nó ra rất là hay luôn. Phía sau đây anh em nhé. Tổng thể là rất là đẹp. Vuông vắn hết. Không lỗi lầm. Make in USA Mỹ các bác nhé. Trở kháng con này là 8 ô. Công suất của cái dòng này không thấy ghi công suất. Rồi. Chất ơn mình bao hay cho tất cả các bác và anh em. Anh em có nhu cầu lắp thêm loa center ở cho hệ thống dàn âm thanh của mình thì anh em liên hệ với Trung Kiện Audio qua số điện thoại, đồng thời cũng là số Zalo của em. Đó là số 0975 575 262. Chiếc loa center này Trung Kiện Audio bán với giá là 2.500.000 đồng. Tặng kèm anh em muốn chiếc chân kê để em kê loa nhìn cho nó đẹp. Đấy. Anh em đặt loa cho em thì đặt trong một trong hai hình thức, một là các bác chuyển khoản cọc, hai là các bác chuyển khoản đủ. Nếu như các bác chuyển khoản cọc, các bác vui lòng cọc trước cho em là 200.000 đồng với sản phẩm này. Còn nếu như các bác chuyển khoản đủ luôn là 2.500.000 đồng, em sẽ miễn phí giao hàng cho tất cả các bác và anh em mình luôn. Còn các đơn hàng anh em mua theo hình thức chuyển khoản cọc thì anh em vui lòng trả tiền phí ship giúp em. Nếu còn các bác chuyển đủ em sẽ bao ship luôn. Xin lại tổng giá là 2.500.000 đồng cho combo loa center này anh em nhé, kèm 4 chân kê luôn. Đó. Rồi em xin kết thúc video test tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.